这手就紧张了哈。给150块钱，是不是？阿姨，吃饭了吗？吃好了。累的。啥累的？忙着累的。我一天都忙坏了，还不累？老爷看见阿姨多好，多漂亮。瘦，瘦，这个瘦，阿姨瘦。哎，干活累。Xin chào ông bà, cô chú, anh chị đang xem kênh Tiểu Hồ Cuộc Sống Trung Quốc. Mấy hôm nay ở bên Trung Quốc á, thì người ta có cái tục lệ đi đốt vàng mã cho người đã khuất. Thì bây giờ cũng đang là tháng 7 âm lịch. Nhà em bây giờ đi đốt giấy đốt tiền cho ông bà ngoại. Mà thúi 不好使，我们请兵吧。Mã của người đã khuất ở bên Trung Quốc á, thì người ta thường chôn ở đất trống hoặc là những cái chỗ đất nào mà được nhà nước cấp cho nhà làm nông á, thì người ta sẽ chôn ở đó. Hôm qua thì dì Út của em á, đã đi đốt trước rồi, thì hôm nay thì dì hai với lại mẹ mới đi đốt nè. Mùa này á, thì mã đồ cỏ mọc tùm hết trơn á, cho nên là kiếm cái đường đi vào cũng rất là khó khăn luôn. Mấy hôm nay thời tiết ở chỗ em cũng chuẩn bị qua tháng 9 rồi, cho nên là ban ngày thì lạnh tầm khoảng 15 độ đến 28 độ. Bên phải là mộ của bà ngoại, còn bên trái là mộ của ông ngoại. Mẹ chào em nói chuyện với lại bà ngoại nè. Nói sự hâu hả mà? Ủa khoai xuyên vô hoa băng điện hả? Ừ. 人民们都好，你就好。哦，你们都好， 老爷也开心了， 也安心了。对。 Người ta đang lái xe đi trên dọc đường á, rồi lượm mấy cái chai nhựa dọc đường. Em cũng qua em phụ nhổ cỏ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vậy đó nhà, em với A Sải đi tiếp. Lâu lắm rồi sẽ mới về nhà, mọi người không có nhận ra. Rồi em mua thêm một ít giấy nữa đốt cho ông nội, một ít giấy với lại tiền vàng á. Người ta làm sẵn. Đây giá bánh, giá bánh xì đạp nữa. Nè. Cái sổ nó nở lên nè. Cái nó nở gì. Xì đạp nữa nè. Tay tôi phân làm bài rồi. Hả nó quá chậu lắm. Sao hả? 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 能过去，啥？丢黄金了，捡吧。 Hi, xin chào ông bà cô chú anh chị đang xem kênh Tiểu Hồ Cuộc Sống Trung Quốc. Thì hôm nay á, là sáng nay á, thì gia đình em á, sẽ đi đốt giấy tiền vàng mã cho ông ngoại bà ngoại với là ông nội bà nội. Thì sáng nay á, sáng sớm á, thì nhà em đi đốt cho ông ngoại bà ngoại rồi, bây giờ thì đang kiếm đường để đi qua đốt cho ông nội bà nội. Mà đất bên chỗ này á, nhà em cho người ta thuê rồi, và người ta trồng bắp này với lại là cao lương đỏ. Thì những cái cây này nó rất là cao, nó chi mất tới một phần luôn. Mà mụ thì là mụ đất nữa, cho nên là mùa này thì cỏ rất là nhiều, cho nên nhìn không thấy. Tụi em lũi vô đây nãy giờ 15-20 phút rồi mà tìm không ra. Vậy A Sải mới leo lên trên đó nhắm hướng để mà phát á, để mà đi tìm hướng đi qua đốt. Thì ở bên Trung Quốc á, thì em thấy là người mất á, thì người ta vẫn đốt tiền vàng này kia, cũng rất là tin vào thầy bói, và cũng có một chút là tin vào cõi âm á, tin vào tâm linh. Nhưng mà đốt rất là nhiều tiền vàng, nhưng mà em thấy thì hình như là một năm người ta không có làm đám giỗ. Còn ở Việt Nam mình thì thường sẽ có cái tục lệ là đám giỗ cho người đã khuất. Như ông bà cô chú đi chung với lại em á, là đi đốt giấy vàng cho ông nội bà nội nha. A Sải lên trên nó nhắm hướng thì mới thấy là cái mộ của ông nội bà nội thì nó cao á, nhú có cỏ lên á. Cho nên bây giờ đang phát đường để mà đi qua đó đốt giấy nè.
bà nội là nằm chung luôn á cả nhà. Quan niệm là người mất á, cho dù mà ai mất trước hoặc là mất sau á thì cũng sẽ nằm đó chờ vợ hoặc là chồng của mình để mà chung chung. Cho nên là ông nội với bà nội của chồng em á thì cũng chung chung như vậy. Thì em đốt giấy. Nghe này nào, và sao chữ sao hoàn chim cái gì à? Thì em đi về. Đất của nhà em ở dưới đây á, là tổng cộng 20 mẫu nè. Của nhà anh hai thì 12 mẫu, với lại nhà của em á thì ba mẹ 8 mẫu là 20 mẫu cho người ta thuê, người ta trồng. Thì một năm á chỉ được 800, một năm chỉ được 700 tệ một mẫu thôi. Của ai xài á, thì không có, tại vì cái lúc mà cấp đất hay này kia thì lúc đó ai xài chuyển hộ khẩu lên trên thành phố Bàn Cẩm á, cho nên là ai xã không có được cấp. Bây giờ ai xã chuyển hộ khẩu về lại thì cũng không có chuyển được, cho nên thì không có miếng đất nào là của ai xã hết trơn á. Mới mấy hôm trước á, em nói chuyện với lại mẹ chồng á, thì mẹ chồng á nói là đợt sau nếu như mà chính phủ có cấp đất á thì ba mẹ sẽ bị thu đất lại, tại vì ba mẹ cũng đến tuổi được lãnh lương hưu rồi á. Cho nên là nếu mà ba mẹ hưởng cái chính sách lương hưu rồi thì ba mẹ sẽ không có được cấp đất để làm nông như vậy. Cho nên nếu mà có đợt thì chắc chắn là sẽ bị thu lại của ba mẹ. Đây 20 mẫu cho người ta thuê nè. Mỗi mẫu thì 660 m². Trồng cây cây cao lương đỏ đó. Thì bên đây người ta trồng cây hướng dương nè để lấy hạt, nhưng mà bên đây người ta trồng trễ quá. Cho nên là không có kịp đâu, không có kịp nở bông, không kịp già đâu. Trồng bị trễ rồi. Wow, sủi hình sủi bu sông nè. Sủi bu sông là sao à? Nước ở phía bên này không có sâu không? Ở dưới kia thì sâu à, đi theo tùy theo lỡm á. Em với anh xài một cái lưới rồi, có gì tụi em sẽ kéo cá về ăn. Em với là anh xài á, mới mua một cái lưới để bắt cá, thì có gì tụi em sẽ bắt cá về cho ba ăn. Chọn lên, chọn lên. Người dân đa số là đều phải đi lên ngay chỗ thị trấn để mà lấy đồ, tại vì rất là ít dịch vụ có thể ship về tới ngay chỗ nhà. Do là ở bên Trung Quốc á, dịch vụ mua hàng trên mạng á, đa số đều miễn phí ship á cả nhà, cho nên là người ta miễn phí ship về tới đây thì mình phải làm xuyên đi ra một đoạn để mình lấy. Ở Việt Nam mình thì thu phí cho nên là giao tận nhà. Nghe ở trước chợ người ta có treo trái bầu á, phơi khô. Nhi cha dữ dỗ đông si biết rằng mấy dỗ nè. Ví dụ đôi xào chủng một cô tăng rồi. Chưa di chủng à? Ồ, chưa coi sao à? Chưa có phao sủi rồi hao tại chui phải rồ nung. Hay dương thế thôi. Chưa đấy khai khai ra này. Mấy hôm nay ở nhà em có ớt với lại khổ qua ấy, cho nên là em định mua một ít nấm về bằm chung với lại thịt, nhào nấu canh với lại là nấu chung với ớt cho ba mẹ chồng em ăn nè. Cho nên là bây giờ hai vợ chồng em lên chợ kiếm nấm khô mua. Cái mũ có sáu mũ rồi.
这魔好像野生的。都不是野，都对，就从那个山上采完了，然后就烘干了。嗯，晒的。对。他那蘑菇。我上那个朝阳的那年，就是他到下雨天的时候，我的妈，那现在多少钱一斤？那个是20块钱三两。你来一点，你请他。我来一点。嗯，云南的越南，越南外国的，是啊，嗯、外国人 搞这边的呢。哎呀，那你说，其实咱都是一个祖先呢，你长得跟我们中国人不一样吗？一样，长得很像呢。啊，真的，越南人讲很像中国，其实就是一个国家分裂出去了，嗯，很早以前的，长得都像，嗯。门呢？这个不行，这个扫不了码啊，扫不了，我上车里求钱了。我想先捐多少钱啊，一共多少钱？一共多少啊？还没看。这几斤多少？四斤差点，我再给你添一个啊。四斤。嗯，好。看你本，你看谁？好了，谢谢。豆腐，豆腐。给你摸呢。啊，还给嘛，66,000人民币。Cơm chiều hôm nay nhà em ăn á, chỉ chiên có một cái món cá này à, xong rồi không có nấu cái gì hết trơn nên là em không có quay lại. Ăn xong á thì anh trưởng thôn gọi hai vợ chồng em chạy ra ngoài ruộng của anh nè. Anh trưởng thôn đang ngâm cái cao lương này nè để cho cua ăn. Thường mà mình muốn nuôi cua cho béo á thì mình phải cho ăn đầu cá hoặc là ăn cá hoặc là ốc đồ này kia á thì cua nó mới ngon. Còn nếu như mà cua mà cho ăn cao lương hoặc là bắp hoặc là ăn mấy cái đồ kiểu như là đồ giống như rau á thì cua nó sẽ không có được béo lắm. À, tôi chưa có thành nắng đai rồi. Này chị chỉ nung ba sợi. Không phải, chỉ một cái. Ừ. Cái này à? Ừ. Ừ. Thôi, 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 thôi,你干就来啊，我寻思这卖房的人们老多了，他那粉丝也不多，人们都你这卖我估计不太好卖，你得大主播的好不太好。啊，大咱这卖的话能卖几个了？卖几个？卖三份两份的。像那边我能卖点。我这边往里走呗。嗯，给你上那边得劲儿去，我上那边了吗？我这边得劲儿。你得劲啥？你得同在那边省劲儿。我左撇。嗯，他。你正拎着往里扔不？左手。你这么拎吗？左手往里得劲儿。你上那边儿。你就正拎着，怎么正拿二手？上那边儿来。我这么扔啊？啊。上那边儿，我看看。这么扔吗？咋来的？就是在那边来，咋的？哪边都行。哪边都一样。哪边？我寻思你待着没事吧？你没看人家卖，他都另个卖。Xin chào ông bà cô chú anh chị đang xem kênh Tiểu Hồ Cuộc Sống Trung Quốc. À, bây giờ ở bên Trung Quốc là tầm khoảng 5 giờ mấy chiều rồi nè.
Thì anh trưởng thôn á giờ này đang đi cho cua ăn. Thì anh điện hả xảy ra thì anh kêu là nhờ em với là hả xảy á, nếu như mà có biết livestream ở trên mạng xã hội của bên Trung Quốc hay không, bên bên Việt Nam mình gọi là TikTok thì bên Trung Quốc gọi là Tẩu Dính á, thì livestream phụ ảnh bán cua dùm, bán dùm ảnh. Nhưng mà hả xảy nói là tụi em hả không có làm mạng xã hội của Trung Quốc, chỉ làm mạng xã hội của nước ngoài thôi. Thì cho nên á là giờ hả xảy đang đi phụ cho cô ăn với lại anh trưởng thôn. Em á thì ở ngôi sao đi quay. Thì ở đây á thì ảnh làm là 300 mẫu. Thì bữa trước em quay cho cả nhà mình xem á, lúc đó lúa mới có một chút, mới lên có chút xíu à, là anh bắt đầu anh thả cua xuống. Thì tới nay cũng được mấy tháng rồi ha. Cua bữa nay tuy cũng chưa có lớn lắm đâu, nhưng mà cũng có thể lấy những cái con lớn ra bán được rồi. Cũng bán dần dần được rồi, có nhiều người ta bán được rồi. Thì bữa nay lúa thì cũng gần chín rồi, tại vì bữa nay lúa vàng hết luôn, vàng ươm hết luôn. Thì cả nhà cũng thắc mắc là không biết bữa nào là cua với lại lúa người ta gặt với lại là người ta bắt như thế nào. Thì bữa nào em sẽ quay lên cho cả nhà mình xem. Thì cái đợt này thì ở bên Nhật Bản người ta thả cái chất độc xuống, kiểu như là người ta thải cái chất thải có chất độc xuống dưới biển thì ảnh hưởng tới biển này kia hải sản. Thì ở bên Trung Quốc đợt này người ta cũng, người dân người ta đổ xô nhau chạy đi mua muối quá trời luôn, kiểu như là chắc là người ta sợ nếu mà không mua trữ trong nhà mai mốt người ta mua trúng cái đợt muối mà lấy cái muối biển mà có chất độc á thì nó sẽ nguy hiểm á, cho nên là người ta tranh thủ đi mua quá trời luôn. Nhà em không có mua muối mà bình thường mẹ em nói là chỉ có 7-8 mẫu một bịch, bữa nay lên một tệ 2 một bịch, nói chung là nó tăng tiền lên luôn. Thì em nghĩ là đợt này thì người ta sẽ giảm ăn hải sản lại, và mấy cái loại cua lông, cua mà nuôi ở trên ruộng nè, hoặc là mấy cái đồ ở đồng á thì em nghĩ chắc người ta sẽ ăn nhiều. Cho nên em nghĩ là cua lông của anh Dưỡng Thôn thì năm nay sẽ bán được giá hơn là những năm trước. Những năm trước á thì anh bán không có lời cả nhà. Mấy thiên là hoàn mãn à. Lúa này cao nè. Đợt trước anh trưởng thôn mua cua lông thả xuống dưới đây nuôi á, thì mai mốt á, khi nào mà bác bán á, thì cũng có nhiều người người ta tới tận nơi, người ta sẽ thu mua theo giá sỉ. Cũng có lời đó, nhưng mà anh định á, nếu như mà có thể tự livestream bán á, thì sẽ được giá cao hơn. Nhưng mà nếu như mà mình không phải là một cái người đang hot ở trên mạng xã hội và trước giờ bán hàng rất là chạy ở trên đó đủ mặt hàng á, thì chân ướt chân ráo mở cái livestream lên bán á, thì rất là khó. Anh sẽ cho ăn ánh rải xuống dưới đây nè. Tối là cua lông á, nó sẽ bò lên như này nó ăn. Cả nhà nhìn lúa mọc tốt không? Cái giống lúa này á là em thấy hạt tròn chứ không á, không phải hạt dài. Đau á.
好了，一会儿你还摘几回啊？一会儿黑了再来。啊，那一天喂很多次。嗯， 嗯，gạo này á là gạo hạt tròn. Dỗ là thiến hậu là. Giờ này á xem không có thấy được cua, tại vì cua á, tối tối thì nó mới ra. À, cho nên là chỉ có thể nhìn thấy lúa thôi. Ừ, có mấy trái chín à? Mấy trái chín này ngọt rồi nè. Mà ăn phải cẩn thận sâu. Số nó bao nhiêu à? Dạ, hai dụng. Hai dụng thì giá bao? Đây có hai căn nhà hoang, không có ai ở hết trơn á, mà xây nhìn cũng ok lắm cả nhà. Chỗ đá không? Ê da. Giống nho nhà hàng xóm em, tự tự như nho nhà hàng xóm em. Ê, bí của mình liễn duy là họ ha. Mình liễn duy. Chứ của mình mãi được chúng à. Cái này nho giống mấy ngày trước em hái, em mua 10 tệ 3 kg á. 10 tệ 3 cân á. Chứ có nhiều lại chứ. Ừ, tôi thì nếu lại xưa, mấy rồi xưa. Bao chú lại chờ ba, rồi hầu vô chinh chi. Quay cả nhà mình xem cái căn nhà gỗ nha, căn nhà đẹp lắm nhưng mà không có ai ở hết trơn á. Thì đợt trước mùa đông á em cũng qua một lần rồi. Bỏ không à. Thấy được suối rồi. Ồ, ở lá căn hộ của gì vậy Chu? Đây là cảnh chứ hành trang ha. Hai chứ mà họ rồi phải. Chứ bên Mỹ vô ra sẽ lá bên hình đi vô.
chỗ này cũng là một cái chỗ người ta trồng cây xanh để bán á. Ở ngoài trước cũng đang có trồng đậu vàng nữa, đậu nành á. Nhưng mà người ta lên trồng xong người ta về, khi nào mà đậu già, đậu khô á, thì người ta mới tới thu hoạch. Thành ra nho ở đây á, là không có ai ăn hết trơn á. Chỉ có chim tới ăn à. Có nhiều chùm á, chín đồ hư hết trơn à. Tụi em hái về. Chứ không thôi á, là bỏ đây hư hết cũng uổng lắm luôn. Nho này ngon y chang là nho bữa trước em mua 10 tệ mà được 1,5 kg cả nhà. Bên đi mãi đua. Nhà bỏ hoang á, không có ai lên hết trơn á, cho nên là nho ra không có ai ăn. Thấy toàn là chim ăn không? Này là tụi em dành ăn với lại chim. Vậy là video của em đến đây là kết thúc. Cảm ơn ông bà cô chú anh chị đã yêu thương và xem hết video của em. Nếu cả nhà yêu thích video và muốn tìm hiểu nhiều hơn về nông thôn Trung Quốc thì cho em xin một lượt đăng ký kênh và chia sẻ kênh để em có động lực ra thật nhiều video mới nha.